kính này, kính zin nữa. Zin hết, zin. Bốn xung quanh là zin hết. Dân đồng xem nó chắc chắc. Đợt này sẽ mày phải cứng. Nhìn nó bẩn bẩn nhưng mà về sửa ốm tiền 5 phút rồi cuối cùng cũng coi xong rồi mọi người. Hôm trước Lách có đi coi một lần nhưng mà không coi được khoang máy, hôm nay coi được cái máy đó mừng ghê luôn. Cái máy của ốc 7 màu hết luôn, bỏ cái lưu kho từ 2013. Nó chỉ mất cái bô e đó, là nó mất cái lọc gió với lại cái nắp ở phía trên thôi. Cái đó mình đi mua lại không bao nhiêu tiền hết. Lách sẽ lấy con này mọi người. Mấy năm đồng chưa bị gì. Được, để em coi. Xong để coi cái máy. Okay. Gãy luôn. Mất bộ chế. Okay. Chế dưới nhưng mà cần chắc cái ấy gì à? Cái cục bô e phải không? Yeah. Chứ còn cái chế nó nằm dưới mà. Rõ nên mình lại tháo mẹ cái que ra. Mất rồi. Mất hết rồi đây. Đây cái cục này. Con này về sửa ốm luôn đi. Chiếc này như là máy, hình như là máy. Số máy, số máy nó vẫn đẹp. Chưa làm. Số khung coi nào. Như làm cái này phải không? Không làm cái này hay sao? À, số máy là không làm thêm trên này. Đây là số khung mà. Số khung này đâu còn đẹp. Gầm. Đi gầm à? Gầm nó trông ở đây lâu rồi. Để lâu rồi. Gầm cầu số mà. À, còn đủ hết rồi. Sao phải tự nhiên lại đem tháo cái bộ e đó làm cái gì đây? Thì cái bộ e này mẹ sẽ tháo ra làm gì? Đây, cái dơ phải không? Cái dán không, không. Cái miếng đồng không phải? Bán không được, bán tới bán lùi 2-3 lần rồi. Mà còn làm như thế này thì ai dám mua rồi. Rồi tới giờ lui. Đồ mũ. Khiếp. Nằm từ năm 2013 cái này không chạy. Xe này là đời như đời nó là 201 thì phải. Dạ. Yeah. Xe này như là nhớ là như đời 201. Dạ, yeah, 201. Và xe này nó như nó chạy cũng không nhiều lắm. Em không biết mà thấy nhưng tình trạng tệ thật đấy nhỉ. Lấy quá này. Để em mượn. Mất cả cờ vẹt. Cờ vẹt thì chẳng làm lại được. Mất hết cả cờ vẹt các kiểu. Đất cát. Chế này. Xe này 5 chỗ rồi. Đâu, 7 chỗ chứ. 7 chỗ hả? 7 chỗ. Để cho em mượn cái
cái đăng kiểm này. Cái này như mất giấy tờ nó bị mất cả đăng kiểm mà chỉ còn hộp sơ bên này thôi. Cái giấy đăng cái giấy cái photo thì cũng được. Biết còn này không luôn. Kéo chỉ đẹp. À luôn 5 chỗ em. Đúng rồi. Rồi. Ok ok, em biết mà. Em nhớ nó còn 5 chỗ trước kia với 7 chỗ. Dạ. Phuộc viết. Cầu. Để mà để kiếp thật là từ tháng 10 năm 2013 con này nó ăn cũng được lắm đó. Ăn được lắm được đâu chắc chưa vấn đề gì đâu. Cái máy đang còn đẹp, máy đang còn zin, không biết sao zin hay là có bệnh hoạn gì mới để ở đây không chạy. Còn để xe này này hồi trước kia là nó có một chiếc xe mới thì nó không đi xe này nữa. Thế này, có chiếc xe mới thế này. À, chiếc cơ và đô à. Ừ, nó không đi này, nhưng mà hồi trước nó vẫn chạy, nhưng mà nó hào quá, chạy nó biết. Phần xe này. Thế mình cứ lấy gần mà mình lấy bình ắc quy mình thử đúng không? Chích vào cái là biết lại ngay xem nó chạy sao, dạng sao. Thấy bỏ cọc mấy lần thấy ớn à. Thấy ớn lắm, tại vì chắc chắn là kiểu gì nó cũng có một cái vấn đề cho đó, anh em người ta mới không lấy đó, nên mà lấy nó bán từ lâu rồi chứ còn phải chờ đến giờ đâu. Ừ. Hay bỏ giá cao quá, sợ giá cao quá. Trên có cái gì đó mà mình không biết, nó nằm bên trong cả từ năm 2013 đến nay, cả chục năm rồi, chục năm nằm đắp chiếu này, chân máy đồ này kia thì thấy chưa có tháo. Số khung số máy thì đẹp. Dạ. Số khung số máy đẹp, mấy cái này dơ vậy thôi về làm. Bữa trước nó nổ, nó ở dưới kho kìa. Yeah. Nổ xong nó lên chạy lên đây này. Trước là nhớ nó nằm ở bên này này. Bên kia. Đến đây này rồi, nhưng mà trước nó trước bên kia. Trước ở bên kia xong qua đây. Qua đây xong mới kéo qua đây. Mình làm cái này nó kéo qua đây. À, kéo chứ không phải chạy à? Không, nó chạy từ bên kia qua được. Nhưng mà lúc sau nó tháo hết bình rồi, bên kia nó nằm im á. Dạ. Không cái bình nó nổ được cái bình. Bình là sao? Đâu cái nắp này nhỉ? Ông nào chơi ác là mấy cái đồ đây này à? Ui sợ để mẹ sao tháo ra làm gì chứ mẹ. À vẫn còn. Lắp vô cho người ta. Ai có mua ai có mua thì còn đủ đồ. Anh chịu em. Đây lắp nó vô. Cái chỗ này kiếm không ra đấy chứ. Không có, nó còn có cái bộ bôi em nữa. Nắp trên nữa phải không? Nó còn có bộ cắm biến ở đây nữa nè. Cắm biến mất à? Mất rồi. À, tháo mấy cái này mới tháo, cái này vết mới mà chứ có phải vết cũ đâu, còn ta xe còn chạy. Nói nhanh nó còn xe nó còn chạy được, tới chạy lui. Chạy tới chạy lui rồi mất cái bộ này. Mất cái nắp này luôn. Nắp đâu? Cái nắp này. Sao có không? Để em kiếm không thấy. Mày đi lên tháo rồi mình đi. Đây không thấy. Ra giếc. Con này mới là ngon. Đâu mất tiêu. Mất đâu. Mất đâu là. Kỳ đấy. Còn cái cục zin của nó đi theo xe này. Mất đâu là. Mất này là gì? Ai mua rồi khổ tàn. Đứng lại.
Eco 10 năm. Cái đồng khóc mình.